Chào các bạn, tử vi dự báo đây là ba con giáp cực kỳ may mắn trong tháng 11 này. Gia chủ sẽ thêm phúc, thêm phần, tiền đầy túi, tình đầy tim và viên mãn hơn người. Và chúng ta hãy cùng xem có tên chúng ta trong ba con giáp này hay không nhé. Và vì sao mà ba con giáp này lại may mắn đến như vậy? Thứ nhất, đấy là tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ vốn trời sinh đã tài giỏi, thông minh, biết nắm bắt cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cái cuộc sống vinh hoa phú quý. Và người tuổi Tỵ không sợ đối mặt với khó khăn, trắc trở. Họ chỉ tin vào cái cố gắng nỗ lực của chính mình. Vì thế mà tài lộc của họ luôn dồi dào. Người tuổi Tỵ đều thành công, danh toại khi tuổi còn trẻ. Tuy nhiên, do vận may chưa mỉm cười nên họ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Và trong năm Kỷ Hợi năm 2019 này thì cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều biến động. Từ đầu năm trở đi thì cái sự nghiệp khá trắc trở, tài vận cũng không được như ý muốn. Tuy nhiên thì tháng 11 này tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn chưa từng thấy. Từ nay đến trước khi mà bước sang năm 2020 thì tuổi Tỵ sẽ trả được hết nợ nần, nếu không thì cũng tìm được cách để giải quyết trong cái thời gian sớm nhất. Không những thế thì tài lộc của họ cũng rủng rỉnh hơn hẳn so với trước đây. Và con giáp thứ hai mà rất may mắn nữa trong tháng 11 này đấy là tuổi Thìn. Tuổi Thìn thì được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ nên người tuổi Thìn sẽ có những ngày tháng rực rỡ ở trong tháng 11 này hơn hẳn những người khác. Và làm một hướng 10, làm chơi hướng thật, sung sướng khó ai bằng chính là những phần tài lộc mà người tuổi Thìn nhận được trong tháng 11 này. Và thời gian tới đây thì Thìn hãy chuẩn bị két sắt để chứa tiền, bởi từ đây đến cuối năm thì bạn sẽ nằm trên đống vàng, tiền ùn ùn vào nhà không đếm xuể. Và cái người thứ ba, con giáp thứ ba là may mắn, đấy là tuổi Ngọ. Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công vào cái giai đoạn tiền vận. Và bên cạnh đó thì họ không ngừng cầu tiến, phấn đấu, nhờ vậy mà dễ dàng thành công danh toại, xây dựng được cái cơ ngơi vững chắc khi còn trẻ. Và tử vi học có nói thì trong năm Kỷ Hợi 2019 này thì cuộc sống tuổi Ngọ vẫn đang rất ổn định. Từ đầu năm tuy có gặp chút trắc trở khó khăn nhưng không đáng kể. Họ đã sớm vượt qua mọi cái thử thách một cách ngoạn mục. Và tháng 11 này thì tuổi Ngọ đặc biệt được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Và ai từ nghèo thành giàu, ai đã từng giàu rồi thì sẽ kiếm được cái cơ hội đổi đời, cuộc sống trở nên giàu sang và sung túc hơn. Và trước khi bước qua năm 2020, tuổi Ngọ sẽ cảm nhận được cái vận may đang thay đổi từng ngày và giúp cái công việc tài vận và mọi thứ trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Quý anh chị thân mến, thì trên đây quý anh chị và các bạn đã cùng Lê Lực Tử Vi tìm hiểu qua ba cái con giáp rất may mắn trong tháng 11 năm 2019 này. Xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi, và nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì quý anh chị hãy để lại lời bình luận bên dưới của video nhé. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.